vị và các bạn, hôm nay thì tôi cái mặc cái trang phục luật sư với một cái ý định rằng là cũng mong muốn chuyển tải những cái thông tin cơ bản nhất về cái nghề luật sư cho quý vị và các bạn. Hôm nay thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng có nói về một bị cáo mà 13 luật sư bào chữa. Và như vậy thì trong trường hợp này luật quy định như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, thì bài báo nói như thế này, một cái bị cáo trong cái vụ là cố ý làm trái quy định của nhà nước thì đã mời và được cái cơ quan tiến hành tố tụng cấp đăng ký, cho đăng ký 13 luật sư trong cùng một vụ việc, một bị cáo. Vậy thì sẽ 13 vị này sẽ bào chữa trong một cho một bị cáo. Và ở vụ việc thì chưa có kết thúc, cho nên hôm nay tôi chỉ nhấn mạnh quy định của pháp luật như thế nào đối với trong trường hợp nhiều bị cáo mà một luật sư, và nhiều người luật sư thì một bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, thì cái chế định về người bào chữa nó rộng lắm, nó gồm có những cái quy định như khác. Tuy nhiên trong cái video này thì tôi chỉ giới hạn người bào chữa là luật sư. Cách đây vài tháng thì có một cái vụ ở cái tòa Tiền Giang về có số lượng luật sư khủng là 60 luật sư đăng ký bào chữa cho một bị cáo nữ về cái hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Thì nói nôm na là cái cô này cổ là thư ký hay là kế toán gì đó. Để trong cái quá trình mà cổ giữ sổ sách thì có những cái sự thay đổi và thất thoát. Thì quá trình thu thập chứng cứ thì các cơ quan tiến hành tố tụng đã có mức hình phạt rất là nặng. Và các luật sư đã vào cuộc, gọi là hội đồng luật sư bào chữa, để mà cho rằng cái việc này là oan sai và hủy để trả lại điều tra bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình hành nghề thì có những lúc tôi cũng mất ngủ vì những cái nghiên cứu hồ sơ chỉ là chuyện nhỏ. Những cái thời gian, những cái công sức để mà vào hồ sơ không lớn. Vì đây là cái nghề, đây là cái nghiệp. Tuy nhiên, có những đêm mất ngủ vì làm như thế nào. Và chắc chắn các bạn đồng nghiệp của tôi, các thầy, các cô, các anh chị làm nghề, đâu là làn ranh giữa sự thật và thực tiễn mà các cơ quan tiến hành tố tụng đang truy tố, đang điều tra, đang truy tố. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đang trong một cái tâm trạng đó. Một cái tâm trạng mà không biết với kỹ năng của mình, với năng lực của mình có thể chuyển đổi một tội danh từ tội danh này sang tội danh khác mà mức hình phạt nhẹ hơn hay không. Và để cấu thành một cái tội phạm nào đó thì quy định pháp luật. Và nói thật với quý vị và các bạn, một cái cuộc chiến đấu đơn lẻ giữa một bên là các cơ quan tiến hành tố tụng, điều tra, viện kiểm sát và tòa án, và một bên là luật sư. Tôi cũng nghi ngờ về kiến thức của mình, tôi cũng có một cái niềm tin nội tâm rằng sẽ chuyển đổi một tội danh. Thì thôi, bây giờ như bên thế này, nói lại để cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp vì sao luật sư muốn chuyển tội danh từ tội số 1 sang tội thứ 2? Vì để mà các cơ quan tiến hành tố tụng
truy tố, xét xử về cái tội danh số 1 thì cái mức hình phạt nó cao, và bị cáo của tôi và kiến thức pháp luật thì tôi cho rằng đó là tội danh thứ hai. Và ví dụ như bây giờ như thế này, trong một cái tội mà khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm, tuy nhiên chuyển sang cái tội thứ hai thì mức hình phạt thì chỉ có là từ 6 tháng tới 2 năm. Như vậy, trong trường hợp này là một cái quá trình mà chứng minh để đi đến cái điều mà luật sư, một cái niềm tin nội tâm của luật sư cho rằng với kiến thức của mình thì đây là tội nhẹ hơn, chuyển tội danh sang một cái hình thức khác nhẹ hơn so với mức hình phạt mà viện kiểm sát truy tố. Lo lắng quý vị và các bạn, góc độ của một luật sư, thân phận của một con người, một mức cá thể hình phạt và các thời gian thì cứ chậm chậm bước đi, luật sư không biết rằng mình có đủ kiến thức, mình có đủ năng lực để mình thay đổi một cái tội danh trở qua một cái tội danh khác hay không. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề lo lắm, cứ không phải rằng là đây là mình chọn cái nghiệp luật sư. Tuy nhiên thông qua video này, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn cái một chút cái tâm trạng của luật sư, để cho quý vị và các bạn được xem, được hiểu cái nghề luật sư. Tôi có hẳn một cái tâm sự nghề để nói về những lúc thành công, những lúc san sẻ, tôi nói về những lúc thất bại, những lúc không lực bất tòng tâm. Là luật sư thì tôi nghĩ rằng mang cái thân phận của khách hàng cũng như là thân phận của mình, bào chữa cho khách hàng cũng giống như là người thân, người nhà của mình. Như vậy thì mình mới đạt được cái mức cao nhất. Người ta bảo rằng để có một cái hình thức, để có được một cái sản phẩm của một cái tranh luận 1 giờ tại tòa án, trong cái buổi tranh luận tại tòa án thì luật sư phải mất khoảng 50 giờ để nghiên cứu, để tìm tòi, để đối chất. Sắp tới đây thì khoảng 10 ngày nữa thì tôi sẽ có một cái vụ xét xử lưu động. Và chắc chắn qua cái thông điệp này, tôi muốn gửi đến quý vị trong cái tâm trạng nghề rằng nghề luật sư là một nghề thiêng liêng. Luật sư phải ôm lấy thân chủ giống như người thân, người ruột thịt của mình, để đồng cảm, để song hành với thân chủ như những người em, người bạn. Và nhiều lắm những lần mà trong cái giai đoạn điều tra lần đầu tiên gặp luật sư thì những người này họ đã khóc, mà họ cũng không phân biệt rằng tôi là nữ, tôi là nhỏ hơn hay như thế nào đâu. Và họ cần lắm những bàn tay. Tôi cho rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trở về đúng sự thật khách quan. Còn thì trong cái hồ sơ, trong cái phán quyết của tòa án có những cái vấn đề như thế nào thì chắc chắn tôi sẽ chuyển tải đến quý vị và các bạn, và mã hóa những cái thông tin của bị cáo tôi một cách bí mật nhất. Trở lại vấn đề của hôm nay, video hôm nay là một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người nếu trong trường hợp cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ không bị đối lập. Và nhiều người có thể bào chữa cho một người nếu trong trường hợp họ bị can, bị cáo, người nhà họ mời luật sư. Hôm nay tôi chỉ nói cái vế thứ hai, đó là cái vế
bài báo nói rằng có 13 luật sư đăng ký bào chữa trong một cái vụ cố ý làm trái được quy định trong bộ luật hình sự, và 60 luật sư đăng ký bào chữa của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang, và như cuối cùng thì được 32 hay 34 gì đó luật sư được đăng ký thành công trong một cái vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Nhân ta phải luật luật ta, tôi mong muốn trải nghề, tôi mong muốn đưa những lời tư vấn từ văn phòng, tôi mong muốn gửi những cái thông điệp cơ bản của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, những cái kinh nghiệm, những cái thực tiễn, những cái trăn trở của nghề gửi đến quý vị và các bạn. Bởi vì trong cái cuộc sống đầy những lo toan, thì nếu như trong trường hợp quý vị bắt gặp được những cái video tôi, để quý vị và các bạn có thể nâng được lên cái chất lượng, nâng được lên cái kiến thức, cái sự am hiểu của pháp luật, thì đó cũng là một thành công của quý vị, mà đó cũng là một thành công của chính bản thân văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.